cà phê đây. Đâu? À, trên cao đó. Trên kia. Dạ, đây thôi. Tay live stream một tay chụp hình tận dụng hết điện thoại chứ. Yeah yeah.
đẹp luôn. Rồi, quá đẹp. Đây là người ta chạy từ từ cho mình chụp hình kìa. Đây. Đây chụp hình lại tấm này anh lại là cái thứ này ha, đúng không? Đấy, ở đây mới đẹp nè anh ơi. Chụp cái núi. Rồi.